Mến chào cô chú anh chị ha. Đó, thì cậu cũng có mặt tại chùa Chăm Pa ha, để quay và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn ha. Thì cổng chùa của chùa Chăm Pa cũng sắp đến ngày khánh thành ha, và cũng là ngày giỗ của sư cả ha, Thanh Xuân. Ngày vào lễ là ngày 23 tây tháng 12 năm 2022 ha. Thì linh hậu thì các mục sư đang trang trí kéo lá cờ ha. Cái đường vô cổng chùa thì có cây thông nốt ha, rất là đẹp, và hai bên có thông nốt rất là tươi, rất là đẹp luôn ha. Và bây giờ ông xin mời cả nhà mình và cô chú quý anh chị mình cùng theo dõi ha. Đây nhà ha, đây là cái đường vô cổng chùa ha. Đó, thì có trồng những cây thúc nốt ha, rất là đẹp, và phía dưới thì có ruộng lúa ha, cây xanh luôn, ruộng lúa cũng sắp chỗ bông rồi ha. Phía bên kia thì có hai chú đang nhổ mạ để đem vào phía bên này cấy này hẳn cả nhà ha. Đó, thì trước đó thì các sư đặt treo những cờ ha, trang trí để các Phật tử biết theo vô chùa. Bây giờ họ xin mời cả nhà mình cùng đi vô chùa tham quan và chiêm ngưỡng cổng chùa ha. Phía bên đây ha, thì cái này là ruộng của chùa Hăng Khánh Nhạc. Đó, thì các anh cũng đang nhổ mạ ha, nhổ mạ và đem vào phía bên đây để cấy ha nha. Thì các ông sư đang trang trí đó nha ha. Thì đường vô chùa cũng rất là đẹp lắm ha. Bây giờ học sinh mời cả nhà mình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng cổng chùa ha, như thế nào ha. Đây là cổng chùa ha cả nhà ha. Thì hôm trước mình cũng có quay clip chia sẻ cái chỗ đổ lộ đá này nè cả nhà ha. Thì cũng ở phía bên kia trên cái chân này nè cả nhà, có thêm một con sư tử nè cả nhà ha. Sư tử thì chú đang lấy dây kẽm ha, xiết cái lại ha, gạp lại cho tránh nó dính này các bạn. Thì cũng còn 2 ngày nữa nha. Thì đó nha. Bữa nay 21 thì bữa 23 thì ngày vào lễ, và sáng thì 24 thì làm lễ đặt bát ha. Bát 300 chư sư. Đó cũng là ngày giỗ cho sư cả ha, bố và thượng sư cả Thanh Xuân. Đây là những hoa văn, hoa văn trên cái cột cổng ha, rất đẹp nữa nhà. Bên trên thì có những tử thần nữa nhà, cũng đỡ những nóc cổng ha. Chú ơi, cái này là tượng con gì vậy chú? Tượng sư, con sư tử. Con sư tử hả? Cái này là con này là mình đổ khuôn hay là đổ sao? Khuôn hả? Khuôn là ghép. Dạ. Vậy bên đây một con, bên kia một con luôn hả chú? Đây,
đây là cái mình của con sư tử này cả nhà ha. Thì đem gáp lại ha cả nhà. Đó. Đây là con ha. Con này sẽ đem để chỉnh cái chân này nè ha cả nhà. Đó, cái thềm này nè. Hai con sư tử hai bên ha. Cổng vào chùa. Đây là một bên cái mình con sư tử này ha nhà ha. Đó, thì bên kia bên đây gác lại ha. Cũng sắp tới ngày ha. Vợ là hỏi ấy. À, nó cuốn ấy hả bọn hả? À? Nó cuốn ấy. Chú ơi, cho con hỏi cái hình ở trên cái hàng rào này có được gọi như thế nào á? Cái bức tranh này Hanuman. Vật mặt tha Hanuman. Đó là cũng như là một nàng chim cá và một con thỉ ha, là thần Hanuman đó cả nhà. Rất đẹp luôn ha. Đó thì chú thì cổng chùa mình làm lễ ngày nào vậy chú? Ngày 23 dương lịch. Dạ. Trong ngày 1 tây tháng 12 âm lịch. Dạ, qua có làm lễ đặt bát luôn hả? Có. Thì đặt bát mấy trăm vị sư vậy? 300 vị sư. Dạ. Hàng rào rất đẹp ha, chú. Đẹp đó. Rất là xảo luôn ha. Trưng bày thôi, chưa có đủ vai văn. Dạ. Theo cái này là con thấy chắc cũng lâu lắm á. Cũng làm chắc ở vài tháng đó mới xong à. Chưa đâu, cái này làm hết hàng rào này là tính là 3 năm á. Là làm hết một dãy này xung quanh chùa luôn á hả? Dạ. Yeah.
Vậy là còn 2 ngày nữa là tới rồi. Dạ, trưng bày. Thêm thêm một bên nữa ha, bên này để kẹp vô luôn nha. Thôi, hay quá, chú hay quá. Dạ, cái mình của con sư tử cũng gắp xong rồi nè cả nhà ha. Bây giờ lấy dây chỉ gịch nó lại, xíu nó lại cho nó bung gà cả nhà. Để đầu bên phần đầu lên để gắp không ha. Và đổ bê tông vô cho nó chắc chắn. Bây giờ mình cũng xin dừng clip tại đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo ha. Các bạn xem yêu thích cho mình một nút đăng ký, một nút like, chia sẻ để mọi người biết đến về những phong tục lễ hội văn hóa của người Khmer ha.
bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo ha. Bye. Lát chạy ha, để tiếp đón tử gần xa đến để cúng dường ha, từ thằng trang trí ha. Và chỗ đây là chỗ để này đi đứng ha, hai bên để tiếp đón phật tử ha cả nhà ha. Và lúc trước cũng có để thánh thành cái cổng phía bên kia nhà, cổng số 1. Số 2 nè nhà hát bên kia nhà cây cối nhiều quá mình nhìn nó thấy á, bên kia thì đầu video đó mình cũng có quay tới cái nhà và cái nhà cái theo dõi ha, cho mình một đăng ký ha và chia sẻ đó cả nhà. Đây là chánh điện cũng trong quá trình tu sửa ha, khá là lâu lắm đó cả nhà. Đó là phía bên trên kia cũng